chelsea ra án phạt với enzo fernandez tiền vệ enzo fernandez bị đội bóng chủ quản là chelsea phạt vì hành vi phân biệt chủng tộc phản ứng sau vụ bê bối phân biệt chủng tộc của enzo fernandez và đội tuyển argentina chelsea ghi nhận lời xin lỗi của tiền vệ này nhưng vẫn kỷ luật nội bộ chelsea lên án mạnh mẽ mọi hành vi phân biệt chủng tộc điều này không thể chấp nhận được chúng tôi luôn tự hào là câu lạc bộ đa dạng về văn hóa sắc tộc mọi người luôn được chào đón tại đây Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao lời xin lỗi của Enzo. Đây là cơ hội để cầu thủ tự giáo dục bản thân. Chelsea sẽ tiến hành kỷ luật nội bộ, đội bóng thành London thông báo. Trước đó, tiền vệ Enzo Fernandez gây phẫn nộ với hành vi phân biệt chủng tộc khi cùng đội tuyển Argentina hát hò mừng vô địch Copa America 2024. Anh quay trực tiếp cảnh ăn mừng cùng đội trên xe buýt khi vô địch Copa America 2024. Trong bài hát ăn mừng của Enzo có nhiều lời lẽ xúc phạm các cầu thủ da màu của đội tuyển Pháp, nhắc đến nguồn gốc của họ. Cầu thủ của Chelsea nhanh chóng kết thúc phiến trực tiếp, nhưng vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Sự việc gây dạn nứt mối quan hệ của Enzo với các đồng đội tại đội bóng chủ quản. Sáu cầu thủ người Pháp tại Chelsea là Christopher Nkunku, Axel de Malo Gasto, Bernard Badiers II, Leslie Ugochukwu và Wesley Fofana đã hủy theo dõi Enzo trên Instagram. Trung vệ Wesley Phập Anna bình luận phía dưới video của Enzo, được đăng tải lại trên mạng xã hội X, phân biệt chủng tộc ngày càng tự nhiên trong năm 2024. Trước làn sóng phản đối, Enzo Fernandez đăng bài xin lỗi lúc sáng 17 tháng 7. Anh viết, bài hát chứa quá nhiều từ ngữ phản cảm, và không có lời bào chữa nào có thể che đậy lỗi lầm của tôi. Tôi kịch liệt phản đối nạn phân biệt chủng tộc dưới mọi hình thức, và xin lỗi các bạn vì đã để cảm xúc lấn át. Video đó, những ngôn từ đó không phản ánh con người tính cách của tôi. Tôi thật lòng xin lỗi. Liên đoàn bóng đá Pháp đã gửi khiếu nại lên FIFA về trường hợp của Enzo và một số cầu thủ Argentina. Nhiều khả năng cựu tiền vệ Benfica và các cầu thủ liên quan sẽ nhận thêm án phát của Liên đoàn bóng đá thế giới.